tao nhầm. 4 hết. Ngày nào cũng điểm danh mà vẫn nhầm được, cô chịu khoai rồi đấy. Thôi cả lớp người xuống đi. Hôm nay cũng là cuối năm học rồi, cô sẽ cho các em lên tập làm thầy giáo để cho các em trưởng thành hơn. Các em thấy thế nào? Các em cũng muốn làm thầy giáo không? Dạ có. Thôi được rồi, thế hôm nay cô sẽ cho Tiểu Bảo lên tập làm thầy giáo trước nha. Còn à, ngày sau thì để cho các bạn sau. Mày sắp được làm thầy giáo rồi nhá, sớm nha. Không biết ta có làm được không? Mày cứ thử đi làm xem, sớm nha mày. Nào, Tiểu Bảo sẵn sàng chưa? Cô ơi, em ngại lắm. Hay là cho bạn cô làm được không? Ai cũng phải lên làm hết mà. Cô chỉ điểm cho em trước thì em cứ lên làm đi. Các bạn để làm sau. Lên đi. Đây, cô đã chuẩn bị cho em một cái cà vạt để cho em đeo và giống thầy giáo hơn. Đấy, tháo cái này ra. Đấy. Làm thầy giáo là phải đeo này cho giống nha. Đấy, và cô có một cái cặp nữa, đeo cặp vào. Đấy. Đứng thẳng lên để xem có giống thầy giáo không. Nào, cả lớp nhìn Tiểu Bảo xem, nhìn bạn đấy có giống thầy giáo không? Giống lắm cô ơi. Nhưng mà nhìn cứ kiểu gì ấy, giống như kiểu thầy giáo tí hon ấy. Đúng rồi, tay bạn đấy còn bé quá. Với lại đây cũng chỉ là tập thôi. Bây giờ em phải làm gì hả cô? Bây giờ em sẽ đi ra ngoài và vào lại giống như là mọi khi cô vào lớp để cô dạy học cho các em ấy. Đấy, và em càng làm giống cô ấy thì là càng tốt nhá. Vâng ạ. Đi ra. Nào, cả lớp trật tự để nghe Tiểu Bảo vào lớp dạy học nhá. Oh my god. Các em cười cái gì? Không biết chào thầy à? Nào, chúng mày chào thầy giáo đi. Chúng em chào thầy à. Phải thế chứ. Vô bà vô bẩn. Chúng mày đi đó. Tao là thầy giáo của chúng mày đấy. Chân tôi đi để thầy vào lớp. Dạ vâng thầy, em xin lỗi thầy ạ. Phải thế chứ. Nào, bây giờ các em muốn học cái gì nào? Dạ, bọn em muốn học phép toán ạ. Được, thầy sẽ chiều các em. Bây giờ, thầy sẽ em biết một hai phép tính lên bảng để các em lên làm. Nào, mời sẵn lên bảng nào nào. Dạ vâng thầy. Lên. Thank you.
Dạ vâng thầy. Đây, con đây. Vâng ạ. Hôm nay con đi liều hồn. Thầy ơi, em làm hết cả hai phép toán này nha. Ờ, làm đi. Em xong rồi thầy ơi. Ờ, thầy xem nào. 2 cộng 5 bằng 7. Sai rồi con ơi. 2 cộng 5 bằng 6 nhá. No. Vâng, 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 cũng biết. Cái gì ạ? 3 cộng 4 bằng 7. Ủa, mình này giỏi chứ. Tiểu Bảo không biết cái gì đâu. Tiểu Bảo, về chỗ. Về chỗ cái gì? Cô đi nói đi. Ai cho phép cô nói? Về chỗ đi. Cô chỉ cho em lên tập làm thầy giáo thôi mà. Xuống. Xuống cái gì mà xuống? Xuống đây. Bỏ ra nào. Hết giờ rồi xuống. Cô bây giờ phải xuống đây. Trả lời về thanh cái thằng này xuống. Cho cô thế nào? Về chỗ. Bảo phải